Hello anh em ha, tiếp tục là top ASUS Puppy. Top này thì khoảng tầm gần 4 tháng rồi nha anh em. Nó nhịn hơn cái top kia một chút. Chống máy thì chống là cần một cái mốt ký 2 nha, máy khoảng ký hơn chút. Đó. Mấy con này thì body cực kỳ tốt nha anh em. Dáng gần lực lắm. Lưng vai rất là ok nha. Nó nhịn hơn một chút nên cái giá nó cũng hơi cao hơn mấy con kia một chút nha anh em. Đó, anh em thấy body không? Rất là tốt luôn. Con cat này dáng mạnh nha. Anh em nuôi tốt là 3kg là bình thường nha anh em. Đó, dáng con mái body cũng rất là tốt luôn. Đó, anh em nào cần nọc thì bắt những con này ha. Giá là 2,7 triệu một cặp nha anh em. Rồi, chào anh em.